Ờ, bữa nay tao nghe là ở thư viện có sách đó, đi coi thấy không? Đi. Vẽ đúng địa lý nào không vậy? Hay đâu? Địa lý sách bên kia gì vậy? Địa lý không? Chúng ta tự đi. Tỉnh Đồng Tháp và Thư viện tỉnh Đồng Tháp tổ chức gì thế? Quý vị ban giám khảo, một cuốn sách vô cùng hay và ý nghĩa mang tên Hạt Bụi Thích Đi Lung Tung Chơi Đùa của tác giả Trần Đồng Minh. Cuốn sách gồm có 94 trang và 13 tập truyện ngắn, trong đó gắn liền với 13 thông điệp khác nhau mà tác giả muốn gửi đến độc giả, được vẽ bìa bởi Tiến Thông và trình bày bìa Nguyễn Kim Điệp. Sách nhỏ nhưng mở ra cả một thế giới rộng lớn với những trò chơi tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, chen loãng những khoảnh khắc lắng động của nỗi buồn, rộn rã và trầm lắng, bình yên và xáo trộn, hạnh phúc và mất mát, bỡ ngỡ và thân quen. Những cảm xúc ấy giúp ta lớn lên, trưởng thành hơn để thêm mênh mang một tình yêu dành cho quê hương đất nước thân yêu. Em ấn tượng nhất với câu chuyện mang tên Quà Tặng Đặc Biệt, bắt đầu từ trang số 3 đến trang số 8. Sau đây câu chuyện của em xin được phép bắt đầu. Báo đưa tin, các trường cũng đều thông báo, cô Cam 18 tuổi đã đạt giải nhất cuộc thi quốc tế về người khuyết tật làm đồ chơi truyền thống cho trẻ em. Cô còn được mệnh danh là người đem lại quà tặng đặc biệt cho tuổi thơ. Câu chuyện bắt đầu như thế này. Cam sinh ra trong một gia đình không giàu tiền nhưng giàu tình, tại một làng quê có nghề làm tò he từ truyền thống lâu đời. Các bạn nhỏ ngày nay có biết tò he là gì không? Đó là một món đồ chơi nhỏ được nặng các hình con vật, hình người, pha màu sắc rực rỡ từ bột gạo. Bé Cam rất khoái chơi những con tò he này vì nó vừa đẹp vừa bền lâu. Mỗi con tò he được cắm trên một que tre ngắn nhỏ để cầm hoặc cắm vào một chỗ nào đó. Bé mê chơi những con tò he và yêu thích nó vô cùng. Nhưng chẳng may, đến năm 8 tuổi thì bé bị một căn bệnh nặng. Chẳng mấy chốc thì bé bị mắt mờ và không còn nhìn thấy rõ gì nữa cả. Cả làng ai cũng đều thương xót cho con bé, mặt mũi tươi tắn nhưng phải sớm chịu cảnh tối tăm. Mẹ, ông bà, chị của Cam thì buồn hết nói, cứ đau xót ngấm ngầm. Bé Cam thì cứ khóc mãi không thôi. Rồi một hôm khi bé ngủ thì nằm mơ thấy cô Điên hiện ra và bảo rằng: "Con hãy học làm đồ chơi tò he đi, ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp khác thường đấy." Tỉnh mơ dậy, bé đòi học làm tò he. Thế là bà làm bột, ông pha màu, chị bữa dạy nặng. Bé tuy có mắt nhưng mà sáng dở lắm. Chẳng mấy chốc thì nặng được một bông hồng đỏ nhỏ xinh xắn, gồm có hai chiếc lá xanh, gà mái vàng đưa ú, con cò trắng cổ dài, chuột nhút xám đưa cong, nặng được cả một mâm hoa quả nho nhỏ gồm quýt hồng, bưởi, cam. Chị bưởi dạy nặng anh bộ đội có mũ đeo ngôi sao vàng trên đầu. Ba thì dạy nặng trẻ cửa trâu. Bé Cam nói những món quà thì vô cùng ý nghĩa nên muốn đem quà của mình tặng cho các bạn nhỏ bị khuyết tật. Cả nhà gật gù khen là phải. Và thế là khi bé nói điều ước đó thì tất cả mọi thứ như trở thành một điều kỳ diệu. Những con tò he bé làm được thì bỗng hóa thành 10, thành trăm, thành ngàn. Rồi để chật kín cả nhà phải đem ra để ở ngoài ngõ. Những cơn gió mát lạ thường bắt đầu cuốn những con tò he bay đi, đặt vào tay những trẻ em bị khuyết tật trong làng. Không chỉ vậy, những trẻ em bị phèo tay, liệt chân, mù cả hai mắt đều nhận được tò he ở tất cả những các bạn nhỏ trong vùng. Bé Cam siêng năng nặng tò he nhiều hơn, vừa làm bé vừa hát những lời ngộ nghĩnh tự đặt ra. Tò he đứng chân que chơi với bé đừng khóc nhè. Chị bưởi thấy vậy nói lời hát tiếp: "Này trâu ơi, rủ thêm ngá, rủ thêm bê, rủ thêm bò, này con cò, rủ thêm bạc ngoài cánh đồng, này bông hồng cười đỏ má." Bé Cam đã khoái chí nở một nụ cười và bắt đầu nói tiếp: "Chuột nhút xám chơi ngoan ngoan với bé Cam với các bạn." Thế bé Cam cùng nặng được thêm rất nhiều các con tò he xinh xắn nó yêu khác, như là hoa sen hồng, ao ớt xanh, vàng anh. Và thế là một phép diệu bắt đầu biến dần tạo ra một
vườn sen hồng, cả ao ớt xanh và cả một trời bằng anh ba lượng. Chẳng mấy chốc, trong thời gian trong ngày, tất cả những con tòa heo bé làm được đều bay đi để tặng cho các bạn bị khuyết tật trên toàn thế giới, từ đất nước New Zealand, nơi mặt trời mọc sớm nhất hành tinh, hay tới những xứ sở truyền thuyết về nàng tiên cá ngày đêm ngồi bên bờ biển đang mặt nghe sóng hát vỗ về, rồi tới những vùng Nepal Tây Tạng cao vòi vội nhất thế giới cũng nhận được món quà ý nghĩa này. Hơn nữa, vùng châu Phi, nơi bọc vùng tiếng chóc càng, đều nhận được những con tò heo vô cùng xinh xắn, đáng yêu, tha hồ ngắm, tha hồ vui, tha hồ tưởng tượng rằng những con tò heo bay từ đâu đến. Nghe nó kể những câu chuyện về cánh đồng lúa, con cò trắng, về anh bộ đội, về tất cả mọi thứ gần gũi thân thuộc nhất như lũy tre làng. Ông bà, ba mẹ và chị Bưởi không nghĩ là số tò heo đó đã bay xa đến thế. Nhưng riêng bé Cam thì bé lúc nào cũng mong rằng và tin tưởng các bạn bị khuyết tật trên thế giới thì nhận được đồ chơi của mình. Bé càng chăm chỉ làm thêm và làm thật nhiều hơn. Cho đến khi mẹ dục muộn rồi đi ngủ thôi, ngày mai nhận tiếp, thì bé mới bắt đầu nghĩ. Trong cơn mơ, bé cảm ơn cô tiên rằng, con cảm ơn cô để cho con điều kỳ diệu ấy. Trên bài học chúng ta rút ra được rằng đôi khi không cần những món quà quá là xa xỉ, nhưng mà chỉ cần những món quà nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đủ làm chúng ta hạnh phúc. Quan trọng chúng ta ai cũng phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mới tạo ra sự yêu thương trong xã hội này. Mình câu chuyện này mang ý nghĩa đâu? Mà tất cả những câu chuyện trong cuốn sách này đều mang những ý nghĩa khác nhau, khiến cho người đọc phải suy ngẫm, mượn hình ảnh hạt bụi nhỏ đi lung tung chơi đùa cho mọi người cảm thấy được nhiều cái nhìn khác nhau về cuộc sống, về chiều đa góc độ. Hãy dở khẽ từng trang phiêu du cùng hạt bụi để trái tim mình hòa nhịp cùng xã hội mến yêu này bạn nhé. Cùng tất cả các bạn mạnh khỏe, chúc hoàng thi thành công tốt đẹp, xin trân trọng kính chào.